Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là nhóm Happy Pharmacist, kênh thông tin chuyên về các kỹ thuật thực hiện trong phòng thí nghiệm và các bài thực hành dành cho sinh viên dược học. Hôm nay bọn mình xin chia sẻ với các bạn video về an toàn trong phòng thí nghiệm tại trường học. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé! PPE là các quy định chung về thiết bị, dụng cụ để bảo hộ người làm việc khỏi các tổn thương bệnh tật có thể gặp khi tiếp xúc với hóa chất, titanogen hay các tác nhân vật lý, v.v. Còn đối với người làm việc trong phòng thí nghiệm thông thường, áo blue là một trong các PPE quan trọng nhất cần mang. Mình còn nhớ là hồi năm 1, ngay ngày đầu tiên đến phòng thực hành là mình đã quên mất áo blue ở nhà. Và trên đường về nhà lấy là mình nghĩ nhỡ mà quay lại trường trễ thì bị đánh vắng buổi thực hành. Mà vắng một buổi thực hành thì coi như là học lại môn đó luôn. Nhưng mà rất là may cô đã cho mình vào lớp. Cho nên là các bạn nhớ khi vào phòng thực hành phải mang áo blue và hãy đóng hết quy áo. Để tránh bị hóa chất vấy vào người, cách tốt nhất để bảo vệ bạn là che kín toàn bộ cơ thể bằng quần áo. Hãy mang áo blue, quần cần phải dài và đi dài kín mũi. Tùy theo môi trường làm việc bạn tiếp xúc mà chúng ta sẽ trang bị thêm những thiết bị bảo hộ khác như là khẩu trang, găng tay và kính bảo hộ. Còn đối với các bạn nữ, tóc cần được buộc gọn gàng để tránh dây tóc và hóa chất. Trong phòng thí nghiệm, có những quy tắc mà bạn cần làm và không được làm để bảo vệ mình cũng như người khác. Cặp sách cũng như những vật dụng không dùng đến trong phòng thí nghiệm phải được cất gọn gàng và ngăn bàn. Điều đó tạo ra một không gian rộng và thoáng, tránh vướng víu. Tuy nhiên, không gian này không phải để dành cho các trò đùa nghịch đâu nhé. Và đương nhiên, phòng thí nghiệm cũng không là nơi dành cho ăn uống rồi. Nếu không thì có một ngày bạn uống một chai ethanol thay vì một chai nước lọc đấy. Một là hãy luôn chủ động đọc. Đọc lý thuyết thực hành trước khi đến lớp và trong khi thực hành, đọc nhãn mác các loại hóa chất để biết chắc rằng bạn đang lấy đúng loại mình cần. Nhân đây, bọn mình giới thiệu với các bạn nguồn tài liệu bản chỉ dẫn an toàn hóa chất MSDS. MSDS cung cấp thông tin về các nguy hiểm tiềm ẩn về sức khỏe, hỏa hoạn, phản ứng hóa học xảy ra hay các vấn đề môi trường. Từ đó ta biết cách để sử dụng và lưu trữ hóa chất một cách an toàn. 2. Không đặt bình đựng hóa chất dưới đất dù là trong chốc lát vì bạn có thể vô tình đá nó. 3. Trong phòng thí nghiệm thường quy, bạn sẽ dễ thấy một loại tủ đặc biệt. Mình nhớ có một lần vì không dùng tủ hút mà mùi amoniac bay khắp phòng. Bọn mình đều nháo nhào chạy tán loạn ra hành lang để thở. Cho nên khi muốn thí nghiệm đối với hóa chất dễ bay hơi, có mùi sốc nè, khó chịu thì chúng ta thực hiện trong tủ hút. Lưu ý với các bạn, tủ này không dùng để chứa hay trữ hóa chất. Hãy trữ hóa chất ở khu vực chuyên dụng. 4. Không mồi lửa đèn cồn bằng một đèn cồn khác đang cháy. 5. Đối với những thí nghiệm cần đun nóng như thế này, hướng miệng ống nghiệm về phía không có người và để nghiêng ống. Dùng kẹp cổ khi muốn thao tác với ống nghiệm, nếu không, sức nóng ống nghiệm sẽ làm bạn bỏng và còn gây rơi vỡ ống nghiệm nữa. Nhân đây, nếu như bạn muốn biết cách để làm tránh bể dụng cụ và cách xử lý khi dụng cụ thí nghiệm bị vỡ, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nha. Tụi mình sẽ có thêm động lực để làm video nhỏ về việc này đó. 6. Khi muốn thử mùi các chất, không cúi mặt vào các dung dịch đang sôi hoặc các chất đang nóng chảy, mà dùng tay vẩy hơi chất đó đến mũi từng lượng nhỏ. 7. Khi pha loãng axit đặc hay bazơ đặc, phải rót từ từ axit bazơ vào nước, tuyệt đối không được làm ngược lại. Khi đó, quá trình hydrat hóa xảy ra mạnh, dễ bắn dung dịch axit ra ngoài. Và cuối cùng là, các bạn cũng nên hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo an toàn trong phòng thí nghiệm, nhất là khi có chuyện nguy hiểm xảy ra. Đừng nên làm việc một mình trong phòng, mời thầy cô hay rủ bạn bè cùng làm nhé. Đừng xem nhẹ những quy tắc trên, vì bạn biết đấy, quy tắc đặt ra là để bảo vệ an toàn của chính bạn. À, và lũ bạn cùng thực hành với bạn rồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thực hành vui vẻ nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới. Bye bye!